Quyên Phạm. Rồi. Trần Thị Bé. Bé. Nó bật nốt lên hả cả? Học lên. Con sĩ. Đi về. Thế nào mua cái like tụi nó. Nó mất like đó. Trang con like đi like. Bỏ bên đây. Không lời à? Vô cái like ấy, bật cái like cho chị cái. Đây đây. Suốt ngày TikTok đi cầm. Không vậy đi. Rồi chia sẻ like hôm nay là bán xả khoác rin nha các chị ơi, xả khoác rin nha. Rồi ok Ngân Ngân, cảm ơn Ngân Ngân nha em ơi. Rồi bây giờ các chị ơi cô chia sẻ like để mình nhận hàng siêu phẩm nè. Đó, siêu phẩm đỉnh của đỉnh, siêu phẩm bán 49.000 luôn các chị ơi. Rồi áp dụng cho các chia sẻ like nha. 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân. Sau đó các chị comment giúp em là đã chia sẻ nha các chị. Đã chia sẻ thì mới mua thành công với giá 49.000 nha. Rồi cái siêu phẩm em đang mang chỉ với giá 49.000 luôn. Áp dụng cho cách chia sẻ like nha. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi, đẹp lắm. Rồi hôm nay áo cực kỳ đẹp luôn, xả co giá 49k. Rồi chị nào mới vô chưa chia sẻ thì nhanh tay làm đầy đủ các bước chia sẻ bên em chốt hàng nha. Đó, chia sẻ nhanh tay này. 49.000 một áo thôi các chị ơi, siêu đỉnh luôn, đẹp xuất sắc luôn này. Rồi 49.000 các chị ơi, siêu phẩm đỉnh của đỉnh nha. Chia sẻ mạnh like để mình mua hàng với giá 49k. Rồi 49.000 các chị ơi, chia sẻ mà like cho em nha. Bán 49.000 cho cái siêu phẩm em đang mang luôn, cực kỳ đẹp. Cái này là quá đỉnh, quá xuất sắc luôn các chị. Hàng bên em rất là đẹp luôn nha. Hôm nay là toàn bộ hàng mới em mới khui ra luôn. Bán xả hàng cho các chị mua luôn nha. 100 áo đầu tiên bên em sẽ xả co với giá 49k thôi. Áp dụng cho khách chia sẻ like nha các chị ơi. Rồi mỗi chị đang xem like, cô chia sẻ giúp em 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân nha các chị ơi. Để bên em xả kho áo khoác rin này. Rồi xả kho áo khoác rin nha các chị, siêu đỉnh của đỉnh luôn. Đó, hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Bây giờ là 100 áo đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49.000 thôi. Áp dụng cho khách chia sẻ like nha các chị. Rồi chia sẻ mặt like cho em này các chị để tương tác của mình được cao nha. Rồi bây giờ các chị comment giúp em là 49k kèm số điện thoại giúp em nha các chị. Để bây giờ mình săn hàng giá 49.000 nha. Đó, siêu đỉnh của đỉnh luôn các chị ơi, 49.000 một áo thôi. Lên áo. Em ơi áo đó hết rồi em ơi. Bữa sau mới có hàng nha em, giờ là hết sạch rồi. Rồi các chị chia sẻ sau đó comment giúp em là đã chia sẻ hoặc là 49k kèm số điện thoại nha chị. Rồi bây giờ bắt đầu lên hàng nào. Bây giờ em sẽ lên hàng đồng giá 49.000 cho một cái siêu phẩm nha. Trời ơi đẹp xuất sắc luôn này các chị ơi. Rồi một cái siêu phẩm này quá đỉnh luôn nè. Rồi cái này em sẽ bán 49k thôi, áp dụng cho các chia sẻ like, chia sẻ mặt live stream lên các chị ơi. Bên em sẽ bán xả kho 100 cái áo khoác rin đầu tiên với giá 49.000 nha các chị. Lấy nước tôi lên. Rồi siêu phẩm đỉnh của đỉnh bán 49.000 thôi các chị ơi, chia sẻ mặt like để tương tác của mình được cao nha. Cam kết hàng hôm nay rất là đẹp luôn. 100 cái áo khoác rin đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49k nha các chị. Rồi chia sẻ mạnh like cho em nào. Chị nào mới vô chia sẻ nhanh tay làm đầy đủ các bước chia sẻ. Sau đó comment giúp em 19k kèm số thoại nha. À rồi 49.000 quên. Bây giờ là bán xả kho 100 cái đầu tiên bên em sẽ xả với giá 49.000 nha các chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn này. Trời ơi mới tinh như hàng mới luôn nha. Rồi tiếp tục chia sẻ cho bên em nha các chị. 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân. Đúng cá mốc 400 lượt xem nha các chị. Cá mốc 400 người xem là bên em sẽ bắt đầu xả kho luôn. Rồi 350 người rồi các chị ơi, cố gắng lên nào. Đúng 400 người xem là bên em sẽ xả kho nha. Áo siêu phẩm đồng giá 49.000 nha các chị ơi. Đó, hôm nay là cô chị mới ra like cho các chị luôn này. Rồi 49k các chị ơi, 49.000 cho một cái siêu phẩm đỉnh của đỉnh luôn. Đó, hôm nay là cam kết hàng rất là mới luôn nha các chị. Cam kết hàng rất là đẹp luôn. Bên em xả kho đồng giá 49.000 cho 100 cây áo khoác lin đầu tiên. Rồi 350 người rồi các chị ơi, cố gắng lên nào. Chia sẻ màn livestream sau đó comment giúp em là đã chia sẻ nha các chị. Comment giúp em là đã chia sẻ kèm số điện thoại này. Đó, đã chia sẻ chị nào chia sẻ thì comment hết lên nha các chị. Để em thấy được các chị nha, comment thật nhiệt tình lên nè. Bây giờ các chị cứ comment lên nè, bên em sẽ kiểm tra nha. Chị nào mà đã chia sẻ thì mới mua thành công với giá 49k nha các chị ơi. Rồi quá xuất sắc 49.000 luôn nè. Rồi siêu đỉnh 49.000. Áp dụng cho khách chia sẻ like nha các chị, chia sẻ mạnh livestream để mình mua hàng với giá 49k. Rồi cái này ai mang cũng ok nha, chất co giãn đấy chị ơi. Rồi cái này là 50kg rồi lại mang đẹp nè. Rồi chia sẻ mạnh like để mình săn hàng với giá 49.000 thôi. Áp dụng cho khách chia sẻ nha. Hôm nay là một ngày sale banh nóc luôn, hàng rất là đẹp nha các chị. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Rồi 400 người xem ngay lập tức giúp em nha các chị ơi. 400 lượt xem và 200 lượt chia sẻ nha, là bắt đầu xả kho 49k luôn. Rồi các chị comment giúp em là 49k kèm số điện thoại nhé chị ơi. Rồi 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân là đủ điều kiện để mua hàng 49k nha các chị. Đủ điều kiện để săn siêu phẩm với giá 49.000 này. Đó, cái áo em đang mang cực kỳ đẹp luôn. Rồi 49.000 một cái siêu phẩm nha các chị ơi, quá đỉnh quá xuất sắc luôn. Rất là nhiều áo đẹp cho các chị lựa chọn luôn nha. Đó, nhiều áo đẹp lắm, em sẽ mặc thử cho các chị xem. Áo hôm nay cực kỳ hot luôn. Bên em sẽ xả kho 100 cái đầu tiên với giá 49.000 nha các chị ơi. Áp dụng cho khách chia sẻ like. Hôm nay là cuối tuần này, các chị vô xem like để săn hàng đẹp nha. Đó, giá siêu siêu rẻ luôn. Trời ơi, cái này là nam này. Đó, nhiều áo lắm. Bây giờ hai cái này sẽ bán giá 49.000 luôn. Trời ơi, mới tinh như hàng mới luôn này các chị. Đó, túi trong, túi ngoài rất là mới luôn. 49.000 một áo thôi, áp dụng cho khách chia sẻ like. Rồi chia sẻ mặt livestream cho em nào. 400 người xem bắt đầu nè. Các chị comment giúp em 49k kèm số điện thoại đi, bên em sẽ chốt hàng 49k nha. 263 người, 363 người rồi các chị ơi. Đúng 400 người xem và 200 lượt chia sẻ, bên em sẽ bắt đầu xả kho 100 cái áo khoác riêng đầu tiên. Bên em sẽ xả đồng giá 49.000 luôn. Cho nên là các chị tranh thủ vô chia sẻ like để tương tác của mình được cao nha. Đó, nhanh tay nào, nhanh tay nào. 49.000 một áo thôi nha các chị ơi, 49.000 một áo thôi nha. Rồi chia sẻ mặt like này các chị ơi, tương tác cao lên để mình chốt hàng nha. Rồi 367 người rồi các chị ơi, nhanh tay nào. Comment đi các chị, comment 49k kèm số điện thoại cho bên em nha. Rồi cái này là siêu phẩm nam này, siêu phẩm nam, chị nào thích cái nào em chốt cái đó này. Rồi một cái siêu phẩm đỉnh của đỉnh nha. Nè, một cái hàng hiệu này, một cái chuẩn hàng hiệu luôn này các chị ơi. Rồi cái hàng hiệu này bên em sẽ bán giá 49.000 luôn. Áp dụng cho khách chia sẻ like nha. Trời ơi, đẹp lắm các chị ơi. Đây, túi trong, túi ngoài. Rồi một cái hàng hiệu chuẩn hiệu này bán giá 49k luôn. 370 người rồi các chị ơi, nhanh tay nào. Đó, siêu phẩm 49k thôi, áp dụng cho khách chia sẻ. Trời ơi, chất co giãn này các chị ơi, đỉnh của đỉnh luôn nha. Em nói cái này cam kết là chị nào mà mua được cái giá 49.000 là rất là may mắn luôn nha. Rồi comment lên để em thấy được các chị này các chị ơi. Comment nhảy liên tục đấy các chị. 49k kèm số điện thoại cho bên em. Comment 49.000 kèm số điện thoại nha. 370 người rồi các chị ơi, nhanh tay nào. Đúng 400 người xem và 200 lượt chia sẻ. 100 áo khoác jean đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49k. Đó, siêu đẹp, siêu đẹp. 49.000 thôi các chị ơi. Rồi comment giúp em 49k kèm số điện thoại đi các chị ơi. Comment 49k kèm số điện thoại cho bên em nha. Đó, 362 người rồi các chị. Cố gắng lên nào, chia sẻ màn like sau đó comment giúp em 49k kèm số điện thoại. Đó, hôm nay xả kho nha, xả kho 49.000. Rồi 49.000 nha tay. Đó, siêu phẩm đỉnh của đỉnh luôn nha. Đúng 400 người xem và 200 lượt chia sẻ là bên em sẽ xả kho 100 cái đầu tiên với giá 49k nha các chị ơi. Chia sẻ màn livestream cho em nào. Càng đông người xem bên em sẽ xả nhiều áo giá 49.000 cho các chị mua luôn. Đó, 100 cái áo khoác riêng đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49k luôn nha. Trời ơi, đẹp lắm các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đó, chia sẻ màn like để tương tác của mình được cao nha. Rồi comment liên tục đi các chị ơi. Comment giúp em 49k kèm số điện thoại. Đó, chị nào muốn mua cái siêu phẩm em đang mang với giá 49.000 thì nhanh tay nhấn nút chia sẻ và comment giúp em 49k kèm số điện thoại nha. Đó, siêu đỉnh, siêu đỉnh của đỉnh luôn. Rồi chia sẻ mặt like để tương tác của mình được cao này các chị ơi. Rồi nhanh tay này, nhanh tay 360 người rồi các chị ơi. Chia sẻ màn like để mình săn hàng giá 49k. Rồi chia sẻ tiếp tục đấy các chị ơi, để em xem kiểm tra xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nha. Đúng 400 lượt xem nha. Rồi 97 lượt chia sẻ rồi các chị ơi, đúng 200 lượt chia sẻ cho bên em nào. 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân là đủ điều kiện để các chị mua hàng với giá 49k. Hôm nay là một ngày duy nhất bán xả kho đồng giá 49.000 nha các chị ơi, quá đỉnh luôn. Rồi chia sẻ màn like cho bên em này. Càng đông người xem bên em sẽ xả nhiều áo giá 49.000 luôn. Rồi chia sẻ màn like cho em nào. Rồi sẵn sàng như nào mọi người ơi, comment sẵn số điện thoại đi ạ. Rồi bên em sẽ chốt hàng 49k cho các chị luôn nha. Rồi để lên dần dần luôn nè. Comment 49k kèm số điện thoại và mã nha. Đó, mã kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 49.000. Bây giờ bắt đầu lên luôn nha các chị, lên luôn 49.000 nha. Rồi 49.000 áp dụng cho khách chia sẻ like nè. 49.000 thôi các chị ơi. Rồi chia sẻ mặt like nha. Bắt đầu chốt hàng luôn nha các chị ơi. Đó, đã càng đông người xem tiếp tục chia sẻ cho bên em để bên em xả kho áo 49k cho các chị mua luôn nha. Rồi chia sẻ mặt like để mình săn siêu phẩm với giá 49.000. Rồi bắt đầu luôn nha các chị ơi, bắt đầu luôn nè. Chia sẻ mặt like nữa đi các chị. Càng đông người xem sẽ xả nhiều áo giá rẻ cho các chị mua luôn. Rồi hàng hôm nay rất là đẹp, rất là hot luôn nha. Rồi bây giờ bắt đầu chốt luôn nha các chị ơi. Chốt mã kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 49k cho bên em nha. Mã kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 49k nha. Rồi comment giúp em làm mã nè. Bắt đầu luôn nha các chị ơi. Mã 89 nè. Rồi nhanh tay, 50kg đổ lại mang đẹp mã 89 quá xuất sắc mã 89 nha. À mã 80 nhầm mã 86 nha các chị ơi. Rồi comment giúp em là mã 86. 86 kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 19k. À quên 49k nha. Rồi nhanh tay nè, comment giúp em mã 86 nha. Mã 86 nha các chị ơi, không phải mã 89 đâu. Mã 86 kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 49.000. Bên em xả kho đồng giá 49.000 nha các chị ơi. Áp dụng cho khách chia sẻ like. Rồi 49.000 mã 86, các chị phải comment đầy đủ cú pháp. Bên em mới chốt hàng được nha. Rồi mã 86 kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 49.000. Chị nào mà chốt đầy đủ cú pháp bên em mới chốt được hàng nha. Rồi comment giúp em là mã 86 nha các chị ơi, đỉnh của đỉnh luôn nè. Rồi comment giúp em mã 86 kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 49k. Rồi nhanh tay mã 86, các chị ơi phải đều được đầy đủ cú pháp bên em mới chốt hàng nha. Mã kèm số điện thoại đã chia sẻ vào 49k. Đó, đầy đủ cú pháp bên em mới chốt hàng được nha. Rồi chị nào chốt đầu tiên mã 86 mà các chị chốt sai cú pháp bên em không chốt được đâu. Rồi. Cái gì vậy? Rồi mã 86 chốt cho chị Hồng Hòa Phát nha. Ok chị Hồng Hòa Phát bên em sẽ kiểm tra xem chị đã chia sẻ like chưa nha. Rồi bây giờ tiếp tục nhấn nút chia sẻ cho bên em nha các chị ơi. Siêu phẩm đồng giá 49.000 cho ngày hôm nay áp dụng cho các chia sẻ like. Chia sẻ càng đông người xem bên em sẽ xả kho nhiều áo giá 49k cho các chị mua luôn. Rồi nhanh tay này bỏ cái chỗ đây vướng kinh khủng luôn, không thể nào đứng like được. Bóc hết chỗ khác nha. Rồi nhanh tay bây giờ bắt đầu xả kho đồng giá 49.000 áp dụng cho các chia sẻ like. Comment mã kèm số ngoại bên em chốt đơn nha. Bắt đầu lên hàng 49k nha các chị ơi. 48kg đổ lại chất co giãn này. Quá đẹp luôn. 48kg đổ lại mang đẹp chốt dùm em mã 59. Mã 59 kèm số ngoại nha các chị ơi, 49.000 một áo thôi. Nhanh tay đồng giá 49.000 cho ngày hôm nay. Chia sẻ mặt livestream để mình mua hàng với giá siêu rẻ nha. Rồi một cái form dài siêu mới luôn. Trời ơi 49.000 một áo thôi các chị ơi, quá rẻ luôn. 50. Trời ơi, cái này chưa cắt khuy nè các chị. Hoàn toàn còn nguyên chưa cắt khuy nha. 50kg đổ lại mang đẹp mã 57. 50kg đổ lại mang đẹp mã 57. Chốt dùm em mã 57 kèm số điện thoại 49.000 thôi các chị ơi. Rồi mã 57 kèm số điện thoại cho bên em nha. 59 cho chị Huế Đoàn. Nhanh tay mọi người ơi, quá đẹp luôn nè. Comment giúp em mã 57 49k, mã 57 quá xuất sắc luôn. Chia sẻ màn livestream để tương tác của mình được cao nha. 50kg đổ lại mang đẹp chốt dùm em mã 53, quá đỉnh mã 53. 50kg đổ lại mang đẹp mã 53, quá xuất sắc mã 53. Đó, comment giúp em mã 53 kèm số điện thoại các chị ơi, mã 53. Đó đẹp quá. 50kg đổ lại mang đẹp mã 53. Chốt dùm em mã 53 kèm số điện thoại. 57 chị Như Ý Nguyễn. Nhanh tay mọi người ơi, mã 53 49.000 một áo thôi, mã 53. Rồi quá đẹp, quá xuất sắc luôn. 48kg đổ lại mang đẹp chốt dùm em mã 56 49.000 mã 56. Đó, 100 áo khoác riêng đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49k. Áp dụng cho các chia sẻ like nha. 48kg đổ lại mang đẹp chốt dùm em mã 56. 49.000 một áo thôi các chị ơi. Mã kèm số ngoài bên em chốt đơn nha. 49.000 một áo thôi, quá rẻ luôn các chị ơi. Đây, quá đỉnh luôn nè. Rồi phía sau có theo luôn nha. 60kg đổ lại mang đẹp chốt dùm em mã 58, quá mới mã 58 luôn nha. 53 thì Trang Trần. 60kg đổ lại mang đẹp mã 58, xuất sắc mã 58. Đồng giá chỉ có 49.000 thôi. 100 cái áo khoác riêng đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49k nha. Rồi chia sẻ màn livestream để mình mua hàng giá siêu rẻ nha các chị. Rồi comment giúp em mã 58 49.000 mã 58. Rồi 100 cái đầu tiên luôn nha các chị ơi. Nhanh tay chia sẻ like để tương tác của mình được cao này. Đó 53 kg đổ lại mang đẹp. 58 chị Nguyễn Vân, 53 kg đổ lại mang đẹp mã 47. Chốt dùm em mã 47 kèm số thoại nha các chị ơi. Mã 47 quá xuất sắc, mã 47 này. 53 kg đổ lại mang đẹp mã 47 quá đỉnh, mã 47. Chốt dùm em mã kèm số thoại nha. 49.000 một áo thôi. Hôm nay là sale ban nóc nha các chị ơi. 46 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 32. 46 kg đổ lại mang đẹp mã 32. Chốt dùm em mã 32 kèm số thoại ghi lê quá đẹp luôn, mã 32. Chia sẻ mã livestream nha các chị ơi. Rồi mã 32 quá đỉnh luôn này. 47 kg đổ lại mang đẹp mã 32. Mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha các chị ơi. Quá đỉnh luôn á. Hàng hôm nay là sale ban nóc cho các chị mua luôn này. Trời ơi đẹp lắm luôn á. 48 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã là 63. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 63. Chốt dùm em mã 63 kèm số thoại nha các chị, mã 63. Rồi chia sẻ mã like để tương tác của mình được cao này. Càng đông người xem bên em sẽ xả coi nhiều áo giá rẻ cho các chị mua. Rồi comment giúp em mã 63 nha. Rồi một cái form dài free size. 70 kg đổ lại mang đẹp. 63 chị Băng Băng. 70 kg đổ lại mang đẹp mã 52. 70 kg đổ lại mang đẹp mã 52. Chốt dùm em mã 52 kèm số thoại nha các chị ơi, mã 52 quá đỉnh luôn. Rồi comment giúp em mã 52 nha các chị. Rồi 49.000 một áo thôi, áp dụng cho khách chia sẻ like, chia sẻ nhiệt tình nha các chị ơi. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 54. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 54. Chốt dùm em mã 54 kèm số thoại 49.000 một áo mã 54. Rồi chia sẻ tiếp tục các chị ơi. Mình chia sẻ càng nhiều tương tác càng cao, các chị chốt hàng rất là dễ luôn nha. Rồi nhanh đây, nhanh tay chia sẻ bên em này. Thầy dùm em nha. Ồ quá đẹp luôn nha. 55 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 51. 55 kg đổ lại mang đẹp mã 51 xuất sắc. Đồng giá 49k nha chị. Rồi mã 51 kèm số thoại cho bên em, mã 51 quá đỉnh, mã 51 luôn nha. Chị Hương em lên mã 52 cho em số điện thoại nha. 55 kg đổ lại mang đẹp mã 51. Chốt dùm em mã 51 kèm số thoại. Đồng giá 49.000 một áo thôi các chị ơi. Rồi một cái kilo con to. 55 kg đổ lại mang đẹp mã 50. Chốt dùm em mã 50 kèm số thoại. 55 kg đổ lại mang đẹp mã 50 quá xuất sắc, mã 50. 54 chị Thanh Hằng. 55 kg đổ lại mang đẹp mã 50. 49.000 một áo thôi các chị ơi. Chia sẻ màn like cho bên em này. Rồi 49.000 một áo nha, áp dụng cho các chia sẻ like. Các chị chia sẻ màn like cho bên em nha, để em xả hàng cho các chị mua. Rồi cái kiểu nó là cổ vest. 48 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 55. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 55. Chốt dùm em mã 55 kèm số thoại các chị ơi, mã 55. Đồng giá 49.000 một áo thôi, áp dụng cho khách chia sẻ like. Một cái hoa siêu đẹp này. Đó, 48 kg đổ lại mang đẹp mã 61. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 61. Chốt dùm em mã 61 kèm số thoại. Rồi mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 61. Rồi có một cái dây kéo rất là đẹp. 48 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 35. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 35, dây kéo này các chị ơi, mã 35 kèm số thoại cho bên em, mã 35. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 35. Mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha. 45 kg đổ lại mang đẹp mã 60, chốt dùm em mã 60. Rồi cái này quá mới luôn, mã 60. 45 kg đổ lại mang đẹp mã 60. Chốt dùm em mã 60 kèm số thoại mã 60 nha. Rồi cổ vest siêu đẹp này. 50 kg đổ lại mang đẹp mã 66. 50 kg đổ lại mang đẹp mã 66. Chốt dùm em mã 66 kèm số thoại nha. Rồi mã 66 kèm số thoại cho bên em, mã 66. Rồi một cái áo cho bé nha, quá đỉnh luôn. 20 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 72 cho bé luôn nè. 20 kg đổ lại mang đẹp mã 72 nha. 49.000 luôn, mã 72. Mã kèm 35 đó chị Nhi Nguyễn. Nhắm tay mọi người, mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 65. Rồi mã 24 nha. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 24. Chốt dùm em mã 24 kèm số điện thoại nha các chị ơi, mã 24. Rồi chia sẻ mạnh like để tương tác của mình được ra nha. Đó, chốt hàng rất là dễ luôn. 48kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 81. 48kg đổ lại mang đẹp mã 81, xuất sắc mã 81 nha. 49.000 một áo thôi các chị ơi, quá đỉnh luôn. Rồi comment giúp em mã 81 nha các chị. Rồi một cái form dài này quá bụi luôn nha. 50kg đổ lại mang đẹp. Chị Hồng ha. 50kg đổ lại mang đẹp mã 64. Chốt dùm em mã 64 kèm số thoại. 50kg đổ lại mang đẹp mã 64. Quá đỉnh mã 64 nha các chị ơi. Rồi chia sẻ mã like này mã 64. Chốt mã kèm số thoại bên em, chốt đơn chia sẻ like để không bị ẩn comment nha. 47kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 28. 47kg đổ lại mang đẹp mã 28. Chốt dùm em mã 28. 47kg đổ lại mang đẹp mã 28. Chốt dùm em mã 28 kèm số thoại nha các chị ơi. 81 chị Khả Hân Trần. Rồi một cái form dài siêu đỉnh. 70kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 34. 70kg đổ lại mang đẹp mã 34, xuất sắc mã 34, trời ơi quá đẹp luôn nha. 70kg đổ lại mang đẹp mã 34. Chốt dùm em mã kèm số thoại bên em mới chốt đơn được nha các chị ơi. Rồi cái này quá đẹp luôn. 64 chị Băng Băng. Rồi cái này phải cô Zalo này quá đẹp luôn. 55kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 41, quá đỉnh mã 41. Còn mới nha các chị ơi. 55kg đổ lại mang đẹp mã 41, chốt dùm em mã 41 còn rất là mới luôn. Đó, chia sẻ mã like cho em này, mã 41. Cái này lót bên trong này các chị. 48kg đổ lại mang đẹp mã 38. Phối luôn. 48kg đổ lại mang đẹp mã 38. Chốt dùm em mã 38 kèm số điện thoại. 28 chị Huỳnh Cẩm Tú. Rồi nhanh tay đồng giá 49.000 cho ngày hôm nay. Đó, 49.000 thôi các chị ơi. 100 áo khoác riêng đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49k. 48kg đổ lại mang đẹp mã 28. Chốt dùm em mã 28 kèm số điện thoại 49.000 mã 28. Đó, mã 28 này các chị, mã 28. 48kg đổ lại mang đẹp mã 28. Rồi tiếp tục 49.000 nha các chị ơi. Xả kho một ngày hôm nay cho gọn nhà luôn. Đó, 48kg đổ lại mang đẹp mã 130. 48kg đổ lại mang đẹp mã 130. Chốt dùm em mã 130 kèm số điện thoại 34 chị Hằng Lê. 48kg đổ lại mang đẹp mã 130. Rồi chia sẻ màn like để tương tác của mình được cao nha. Chỗ này siêu đẹp luôn này. Quá xuất sắc luôn. Chỗ này khoác đầm là siêu đẹp luôn, mới tinh luôn nha. 48kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 29. Quá đỉnh mã 29. 48kg đổ lại mang đẹp mã 29. Hết pin rồi. Cái sạc pin rồi, coi có cái sạc này. Có cái sạc cái dây tím ở trong cái túi đấy đâu. Cái dây tím. 28 cho chị Hồng ha. Rồi mã 29 nha các chị ơi. 48kg đổ lại mang đẹp mã 29. Chốt dùm em mã 29 kèm số điện thoại này. Trời ơi một cái ghi lê siêu đỉnh. 55kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 62. 55kg đổ lại mang đẹp mã 62. Chốt dùm em mã 62 kèm số điện thoại các chị ơi. Mã 62. Rồi một cái siêu mới luôn. Trời ơi quá chất. 60kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 13. 60kg đổ lại mang đẹp mã 13. Chốt dùm em mã 13 kèm số điện thoại các chị ơi, mã 13. Chia sẻ mã like để tương tác của mình được cao nha. 29 chị Thanh Tỷ. Rồi comment giúp em mã 13. Kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 45 nha. 48kg đổ lại mang đẹp mã 45. Chốt dùm em mã 45 kèm số điện thoại các chị ơi, mã 45. Rồi ghi lê quá đẹp luôn. 50kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 43 ghi lê nha. 50kg đổ lại mang đẹp mã 43. Chốt dùm em mã 43 kèm số điện thoại các chị ơi, mã 43. 13 chị Mai Thị Phương Thảo. Rồi cái này có dây kéo siêu đẹp luôn, các chị kéo dây kéo lên thôi nha. Ồ đẹp quá. 47kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 35. 47kg kg lại mang đẹp mã 35, xuất sắc mã 35. 47 kg lại mang đẹp mã 35 nha các chị ơi. Rồi chia sẻ mã like để tương tác của mình được cao này mã 35. 45 nó chị lên nha. Ủa, cái này quá đẹp luôn. 50 kg đổ lại mang đẹp chốt dùm em mã 134. 50 kg đổ lại mang đẹp mã 134. Chốt dùm em mã 134 kèm số điện thoại của vest siêu đẹp luôn. 134 kèm số điện thoại cho bên em nha. 50 kg đổ lại mang đẹp mã 134. Kg lại mang đẹp chốt dùm em mã 41. 53 kg lại mang đẹp mã 41 xuất sắc mã 41 chị Muội Nguyễn. 53 kg lại mang đẹp mã 41 xuất sắc mã 41. Quá đẹp mã 41 luôn. Thôi kiểu này siêu dễ thương. 48 kg lại mang đẹp mã 09. 48 kg lại mang đẹp mã 09, cái này phối đen này các chị ơi. 48 kg lại mang đẹp mã 09. Chốt dùm em mã 09 kèm số điện thoại nha. Ồ, cái này siêu đẹp này. 55 kg lại mang đẹp mã 78. 55 kg lại mang đẹp mã 78. Chốt dùm em mã 78 này các chị ơi, quá đẹp mã 78 nha. 55 kg lại mang đẹp mã 78 xuất sắc mã 78. Rồi chia sẻ mã like cho em này các chị ơi. Chỉ cần chia sẻ bỏ ra một giây thôi các chị. 1 giây, 2 giây thôi. Chia sẻ giúp em nha. 45 kg lại mang đẹp chốt dùm em mã 30. 45 kg lại mang đẹp mã 30 xuất sắc mã 30 nha. 78 chị Hà Ngọc. 45 kg lại mang đẹp mã 30. Chốt dùm em mã 30 kèm số thoại. 100 áo khoác riêng bên em sẽ xả kho với giá 49k thôi, áp dụng cho các chia sẻ like nha. 60 kg lại mang đẹp chốt dùm em mã 30 mã 79. 60 kg lại mang đẹp mã 79. Chốt dùm em mã 79 nha các chị. Đó, mã 79 49.000 luôn. Rồi cái này dây kéo lên này các chị. 50 kg lại mang đẹp mã 79 các chị Hằng Lê. 50 kg lại mang đẹp mã 81. Chốt dùm em mã 81 kèm số thoại. 50 kg lại mang đẹp mã 81 dây kéo nha. Rồi comment với em mã 81. Giá đó cho mùa mai không ạ? Rồi cái này của pha len này các chị ơi. 55 kg lại mang đẹp mã 80. 55 kg lại mang đẹp mã 80. Chốt dùm em mã 80 kèm số ngoài nha các chị ơi. 49.000 một áo thôi. Chia sẻ màn like để tương tác của mình được cao nha. 48 kg lại mang đẹp mã 63. 48 kg lại mang đẹp mã 63. Chốt dùm em mã 63 kèm số thoại các chị. Đồng giá 49k chị nha. Rồi comment với em mã 63. 80 chị Ngọc Đỗ. 65 kg lại mang đẹp mã 12 áo nam. 65 kg lại mang đẹp mã 12 áo nam nha. Rồi chốt dùm em mã 12 áo nam này. 65 kg lại mang đẹp mã 12. Rồi cổ bèo rất là dễ thương. 52 kg lại mang đẹp mã 43. 52 kg lại mang đẹp mã 43, 49.000 một áo luôn. Chia sẻ màn like giúp em là các chị ơi, bỏ ra 2 giây thôi chia sẻ nha. Chia sẻ để tương tác cao, các chị chốt hàng rất là dễ luôn. 48 kg lại mang đẹp. 48 kg lại mang đẹp chốt dùm em mã 35. 48 kg lại mang đẹp mã 35. 12 chị Mai Thị Phương Thảo. 48 kg lại mang đẹp mã 35. Đồng giá 49.000 thôi các chị ơi. Chia sẻ màn like để tương tác của mình được cao này. Đó, các chị bỏ ra 2 giây chia sẻ cho em nha. Rất là mới luôn này các chị, cực kỳ mới luôn. 53 kg, 54 kg lại mang đẹp mã 15. 43 chị Hằng Lê. 54 kg lại mang đẹp mã 15 xuất sắc mã 15. 54 kg lại mang đẹp mã 15. Chốt dùm em mã 15 kèm số thoại nha. Rồi cái này là mang tô này. Rồi có hình phía sau nha, rất là ủi luôn này các chị ơi. 53 kg chị Thủy Lumi. 53 kg lại mang đẹp mã 18. 53 kg lại mang đẹp mã 18. Chốt dùm em mã 18 kèm số thoại nha các chị, mã 18. Quá đẹp mã 18 luôn, 49.000. Quá rẻ luôn các chị ơi, 18. Quá rẻ. 15 của chị Nguyễn Phương. Rồi tiếp tục một cái phong to nữa nè. 65 kg lại mang đẹp chốt dùm em mã 90. 65 kg lại mang đẹp mã 90. 90. Chốt dùm em mã 90 nha các chị. Áo nữ nè, 65 kg đổ lại, mang đẹp mã 90. Rồi chia sẻ màn livestream cho em đây các chị ơi. Đó, càng đông người xem bên em sẽ xả kho cho các chị mua luôn. Rồi một cái form dài nha các chị ơi, 50 kg đổ lại, mang đẹp. Chốt dùm em mã 39. 50 kg đổ lại, mang đẹp mã 39. Xuất sắc mã 39. 50 kg đổ lại, mang đẹp mã 39, form dài nha. Rồi chốt ngay mã 39 giúp em. Đẹp quá luôn á, quá rẻ luôn các chị ơi. Đó, bên em chỉ bán có hai cái mức giá thôi. Đó, mà hàng 49.000 luôn luôn là áo đẹp và rất là rẻ luôn. Rồi cái này là màu da nè các chị. 48 kg đổ lại, mang đẹp. Chốt dùm em mã 19. 48 kg đổ lại, mang đẹp mã 01 nha các chị. 90 cho chị Hằng Lê. Rồi comment giúp em mã 01. 48 kg đổ lại, mang đẹp mã 01, xuất sắc mã 01. Rồi chất to dạng này các chị ơi. Rồi comment giúp em mã 01 nha. Rồi một cái khoác kỹ nè, 47 kg đổ lại, mang đẹp mã 113. 47 kg đổ lại, mang đẹp mã 113. Chốt dùm em mã 113 kèm số thoại các chị ơi. Chia sẻ mạnh like để tương tác của mình được cao nha. 113 giúp em này. 47 kg đổ lại, mang đẹp mã 113. Chị Nhất Thị Tú Nguyễn Thị. Rồi chia sẻ màn livestream để tương tác của mình được cao nha các chị ơi. Cắm cái iPad cho chị. Rồi cái này siêu đẹp luôn này, chất co giãn. 45 kg đổ lại, mang đẹp mã 103. 45 kg đổ lại, mang đẹp mã 103, xuất sắc mã 103 nha. Đó, chất co giãn này các chị ơi, mới tin luôn. 45 kg đổ lại, mang đẹp mã 103. Mã kèm số thoại bên em chốt đơn. Chia sẻ để không được chị Tú Nguyễn Thị. Nâu đất siêu đẹp này các chị ơi, màu đây cực kỳ lạ luôn. 54 kg đổ lại, mang đẹp mã 43, xuất sắc mã 43, 49.000. 3 chị Thảo Đỗ. Trời đẹp quá luôn á. 53 kg đổ lại, mang đẹp mã 43. Chốt cho em mã 43 siêu mới luôn này các chị ơi, màu nâu đất nha. Rồi comment giúp em mã 43 kèm số điện thoại các chị ơi, mã 43. Rẻ quá luôn ạ, 49.000 một áo thôi nha. Rồi cái kiểu này siêu dễ thương luôn này các chị. 50 kg đổ lại, mang đẹp mã 33. 50 kg đổ lại, mang đẹp mã 33. Chốt dùm em mã 33 kèm số thoại, siêu dễ thương luôn nha. 49.000 một áo thôi. Đó, chia sẻ màn like để tương tác của mình được cao này các chị ơi. Rồi comment nha em, giúp em mã 33 nha. Rồi 100 áo khoác jean đầu tiên bên em sẽ xả kho với giá 49.000 thôi. Áp dụng cho cách chia sẻ like nha. 47 kg đổ lại, mang đẹp mã 28. Chốt dùm em mã 28 kèm số thoại. 47 kg đổ lại, mang đẹp mã 28. Rồi màu đen siêu mới luôn nha. Cực kỳ mới luôn. 60 kg đổ lại, mang đẹp mã 62. 103 cho chị Lâm Võ Bích Trinh. 60 kg đổ lại, mang đẹp mã 02, mã 62. Rồi các chị ơi, áo quá rẻ nên các chị chốt hai cái bên em đi đơn cho tiền luôn nha. 60 kg đổ lại, mang đẹp mã 62. Chốt giùm em mã 62, màu đen cực kỳ mới luôn. Rồi comment giúp em mã 62 nha. Mới tinh và rất là nhẹ. 48 kg đổ lại, mang đẹp mã 00, xuất sắc mã 00. 48 kg đổ lại, mang đẹp mã 00 các chị ơi, 00 ngay và liền mã 00. Rồi nhanh tay này, còn khoảng tầm 50 áo nữa là hết nha các chị, là bên em sẽ bắt đầu lên siêu phẩm. Đó. 65 kg đổ lại, mang đẹp mã 35. 65 kg đổ lại, mang đẹp mã 35. Chốt giùm em mã 35 kèm số điện thoại các chị. Hai chị Muội Nguyễn. Rồi các chị ơi, chỉ cần bỏ ra 2 giây thôi chia sẻ cho bên em nha. 3 lần vào nhóm và 3 lần trên trang cá nhân để tương tác của mình được cao tiếng, rồi em sẽ tặng quà cho các chị luôn. Đó, 65 kg đổ lại, mang đẹp mã 35. Rồi một cái ghi lên siêu mới nè, 55 kg đổ lại, mang đẹp mã 57. 55 kg đổ lại, mang đẹp mã 57, quá xuất sắc mã 57, mới tinh luôn nha. Rồi comment giúp em mã 57, 49.000. 62 chị Quyên. Ồ, mới quá. 45 kg đổ lại, mang đẹp mã 37. 45 kg đổ lại, mang đẹp mã 37, xuất sắc mã 37 này, 49.000 một áo thôi các chị ơi. Rồi comment giúp em mã 37, 49.000 thôi. Áp dụng cho cách chia sẻ like nha. Mã 37. 43 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 57 chị Thảo Đỗ. 43 kg độ lại mang đẹp mã 18. Chốt mình dùm em mã 18 kèm số thoại các chị ơi, mã 18. Quá xuất sắc mã 18. 45 kg độ lại mang đẹp mã 18. Rồi một cái form siêu đẹp luôn này. Dây kéo kéo lên nha các chị. 50 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 77. 50 kg độ lại mang đẹp mã 77 con áo đẹp thế này. Độ lại mang đẹp mã 77 nha các chị ơi, xuất sắc mã 77. Rồi nhanh tay chia sẻ like để em lên siêu phẩm nha. Rồi cái này là cái cuối cùng bên em xả con với giá 49.000. Bây giờ bắt đầu em lên toàn bộ siêu phẩm là hàng nước một cho các chị. Rồi comment giúp em là mã 77 49.000 cái cuối cùng nha. Rồi bây giờ bắt đầu lên siêu phẩm đồng giá 99.000 cho ngày hôm nay. Toàn bộ siêu phẩm nước một cho các chị. 18 Lưu Thị Đinh. Trời ơi. Rồi bây giờ bắt đầu sang siêu phẩm cùng em nha các chị ơi. Lên siêu phẩm toàn bộ đồng giá 99.000 cho ngày hôm nay. Cam kết hàng rất là đẹp luôn nha. Tiền nào của đó nha các chị ơi. Hàng 99.000 mà xứng đáng với 99.000. Đó là so với thị trường là quá rẻ cho một cái áo khoác riêng rồi ạ. Rồi bây giờ bắt đầu lên hàng siêu phẩm nha các chị. Cam kết hàng rất là đẹp luôn. 46 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em ạ. 42 99.000. Rồi comment nha. Rồi comment giúp em là mã 42 kèm số điện thoại nha. 42 99.000 cái đầu tiên này. 37 chốt thì Nguyễn Hà. Rồi siêu phẩm mọi người ơi, chia sẻ mạnh like cho em nào. 2 lần vào nhóm và 2 lần trên trang cá nhân để bắt đầu lên siêu phẩm nha. Rồi comment giúp em mã 42 99.000 nha. 48 46 kg độ lại mang đẹp mã 42. Chốt dùm em mã 42 99.000 nha các chị ơi. Rồi có kim giá luôn nha. 77 chốt thì Thanh Tỷ. Rồi bây giờ bắt đầu lên hàng 99.000. Trời ơi đẹp quá luôn các chị ơi. Này nó phủ ngọc hết cái áo luôn. Trời ơi siêu phẩm nha. Rồi 99.000 nhanh tay. 48 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 140. 48 kg độ lại mang đẹp mã 140. Đồng giá 99.000 cho ngày hôm nay nha các chị ơi. Đó siêu phẩm đỉnh của đỉnh luôn. Rồi comment giúp em mã 140. 48 kg độ lại mang đẹp mã 140 99.000. Trời ơi, một cái siêu phẩm cho nam này mới tinh tình luôn. Đó, 55 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 33 xuất sắc mã 33. Rồi mã 33 99.000 các chị ơi, quá đỉnh luôn nha. Ghim chưa? Ghim cho bác ghim. Cái máy chị đâu nhảy. 50 ý là máy đây nó không có nhảy comment. 55 kg độ lại mang đẹp mã 33 xuất sắc mã 33 nha các chị ơi. Rồi comment giúp em mã 33 99.000. Rồi đẹp xuất sắc luôn này các chị ơi. Chị Nguyên Giao mới tin luôn. Chốt hàng mã kèm số điện thoại dùm em nha. Rồi cái này siêu mới luôn. 46 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 138. 46 kg độ lại mang đẹp mã 138 siêu mới luôn mã 138. Rồi bây giờ lên toàn bộ siêu phẩm đồng giá 99.000 nha các chị ơi. Mã 138. Đó, lên 40 chị Kiều Anh. Lên áo đẹp cho các chị chốt thôi nha. Rồi siêu phẩm nam tiếp tục này. 57 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 17 xuất sắc mã 17. 57 kg độ lại mang đẹp mã 17 99.000 quá đỉnh mã 17 nha. Rồi comment giúp em mã 17 99.000 này các chị ơi, siêu đỉnh luôn. Chỗ đẹp xuất sắc luôn. Rồi chia sẻ màn livestream này các chị ơi. Đó. 57 kg độ lại mang đẹp mã 17 xuất sắc mã 17 luôn. 99.000 một áo nha các chị. Hàng bao đẹp luôn nha các chị. Rồi bây giờ là lên siêu phẩm là các chị cứ yên tâm mà chốt. Tại vì siêu phẩm là rất là đẹp luôn. Đây. Trời đẹp quá luôn á. Rồi rất là bụi nha. 33 chị Hà Ngọc. 48 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 19 xuất sắc mã 19. 33 hết rồi chị nha. 48 kg độ lại mang đẹp mã 19 quá đỉnh mã 19 luôn. Rồi nhanh tay chốt cái này một cái vô tổng rất vô nhị nha. Rồi comment giúp em mã 19. 48 kg độ lại mang đẹp mã 19. Chia sẻ màn livestream này các chị ơi. Hết pin ra. Trời ơi cái này mới tinh luôn này các chị ơi, mới tinh siêu mới luôn. 50 kg độ lại mang đẹp mã 68. Sao đi làm sạc đây đi. Ok chị Nguyên Giao nha, bye bye các chị rồi nha, em nhầm. Rồi mã 69 này các chị ơi, quá đỉnh luôn. 51 kg độ lại mang đẹp mã 69. Chốt giùm em mã 69 kèm số loại siêu phẩm nha. Trời cái này quá đẹp luôn, mới tinh đình luôn, mới giả mang luôn. 51 kg độ lại mang đẹp mã 69 đó chị Ngọc Đỗ, mã 69. Rồi chia sẻ giúp em đi các chị ơi, chia sẻ vào nhóm và chia sẻ trên trang cá nhân giúp em nha. Rồi mới tin luôn nè. 52 kg độ lại mang đẹp chốt dùm em mã 139. 139 nha. 52 kg độ lại mang đẹp mã 139 đẹp hơn. Rồi comment giúp em 539. Rồi quá đỉnh luôn các chị ơi. 52kg đồ loại nam đẹp lắm 139. Đẹp lắm. Mỡ 45kg nha chị. Hàng 99.000 là siêu đẹp luôn các chị, cứ yên tâm mà chốt hàng nha. 45kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 11. Chứ ông Bùi lấy mã 139 cho em số lại nha. Các chị chốt mã kèm số thoại bên em chốt đơn nha. 45kg đồ lại mang đẹp mã 11 xuất sắc mã 11. 139 chị Hương Bùi. Trời ơi mã 11 quá đẹp luôn. Rồi các chị chia sẻ hoặc là mời bạn bè vô xem like giúp em đi ạ. Đó, càng đông người xem tí nữa em sẽ tặng phần quà cho các chị luôn. Đó, tặng một cái áo khoác jean siêu phẩm cho các chị luôn nha. Rồi cái này mới tinh luôn. 53kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 12, quá đỉnh mã 12. 53kg đồ lại mang đẹp mã 12, siêu đỉnh mã 12 này các chị ơi. Rồi chia sẻ màn like mã 12 nha. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn á. 53kg đồ lại mang đẹp mã 12. Ôi đẹp nhức nách luôn này. Mới tinh luôn các chị ơi, mới dạ mang luôn này. Cực kỳ mới luôn nha. 52kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 12 cho chị Nga Thị Mỹ Bồ. Rồi cái này siêu phẩm này các chị ơi. 50kg đồ lại mang đẹp mã 16 xuất sắc mã 16. Chia sẻ comment giúp em mã 16 kèm số điện thoại nha. Thôi đợi xíu đưa đây. Rồi chia sẻ màn livestream cho em nha các chị ơi, hàng siêu đẹp siêu rẻ luôn nha. Đợi em xíu lên siêu phẩm cho các chị mua. Rất là nhiều siêu phẩm đang chờ đợi các chị luôn nha. Đợi em xíu em chia sẻ vào nhóm cái đó. Rồi nhanh tay comment giúp em là mã 16 xuất sắc, mã 16 mới tinh luôn. Cái đó là siêu mới luôn nha các chị. 16 thì Trang Trần. Rồi cái này con nón hả? Ôi cái này siêu đẹp luôn. Dây kéo và con nón nha. Đẹp lắm các chị ơi. Rồi 99.000 cho một cái siêu phẩm này. 55kg đồ lại mang đẹp mã 49. 55kg đồ lại mang đẹp mã 49 xuất sắc mã 49. Rồi đẹp quá mã 49 có dây kéo và con nón luôn nha, mã 49. Con dài nha các chị. Rồi một cái siêu phẩm đỉnh của đỉnh luôn này, chưa cắt khuy luôn. Đó, còn mới nguyên chưa cắt khuy luôn. Shop em bảo chưa xây la la nha chị. 45kg đồ lại mang đẹp mã 97 chưa cắt khuy mã 97. Rồi chốt dùm em mã 97 chưa cắt khuy nha. 49 cho chị Oanh đỗ. 45kg đồ lại mang đẹp mã 97 xuất sắc mã 97. Trời ơi chưa cắt khuy hoàn toàn luôn, rất là mới luôn. Rồi mã 97 chưa cắt khuy. Ok Trang Trần nha. Trời ơi siêu phẩm tiếp tục này. Nam này kìa. Rồi một cái siêu phẩm cho nam này mới dạ mang luôn. Mới không tì vết luôn các chị ơi. 55kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 97 đó chị Liêu Thị Đinh. 55kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 27. Rồi cái này siêu phẩm nam này các chị ơi, mới tinh luôn. 55kg đồ lại mang đẹp mã 27. Đẹp lắm các chị ơi, chốt ngay cái này cho em này. Mới tinh luôn á. Rồi comment giúp em mã 27 siêu phẩm nha. Mà 27 quá đỉnh luôn, mới lắm luôn á. Mới... okay, giật điện tê luôn. Rồi cái này chất co giãn này các chị ơi, chất co giãn này. 45kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 22. 45kg đồ lại mang đẹp mã 22 xuất sắc luôn á. Rồi mã 22 chốt co giãn này. 27 đó chị Kiều Anh. 45kg đồ lại mang đẹp mã 22 chốt ngày mã 22 đấy các chị ơi, siêu đẹp luôn. Rồi chia sẻ màn like để tương tác của mình được ca nha. Các chị chia sẻ giúp em 2 lần vào nhóm đi để các chị chốt hàng cho nó dễ nha. Rồi mã 22 này. Đó, ủng hộ em bằng cách chia sẻ đấy các chị ơi. Đó, đối với các chị một cái chia sẻ không là gì nhưng mà đối với em rất là quan trọng, cho nên là các chị cố gắng đẩy được view ca lên giúp em nha. Rồi, một cái siêu phẩm tiếp tục này. Mới dạ mang luôn, mới 99%. 53kg đồ lại mang đẹp. 53kg đồ lại mang đẹp mã 23 xuất sắc mã 23. Mã kèm số điện thoại dùm em nha. 53kg đồ lại mang đẹp mã 23. Chốt dùm em mã 23 kèm số điện thoại này các chị ơi. 22 chị Oanh Trần. Chỗ này mới tinh luôn. Rồi mã 23 quá đỉnh luôn này các chị. 53kg đồ lại mang đẹp mã 23 xuất sắc mã 23. Ôi. Trắng tờ em tí nha chị. Có màu trắng luôn. Trời ơi siêu phẩm này các chị ơi. 23 chị Quỳnh Huệ. 47kg đồ lại mang đẹp mã 21 xuất sắc mã 21 chất co giãn. Đẹp lắm các chị ơi, mã 21 nha. 47 kg đổ lại mang đẹp mã 21. Trời ơi, vừa mới vừa co giãn mặc siêu đã luôn. Comment giúp em mã 21. Chị nào mà chốt được cái đây lần sau ủng hộ em thêm nha. Em nó cam kết rất là mới luôn, mã 21. Đó, chia sẻ mặt like cho em nha các chị ơi. Hoặc là mời bạn bè vô xem like giúp em đi ạ. Rồi màu trắng siêu mới. Rồi màu trắng siêu đỉnh luôn nha. 53 kg đổ lại mang đẹp, chốt giùm em mã 24. 53 kg đổ lại mang đẹp mã 24, siêu đỉnh mã 24 các chị ơi. Đẹp lắm luôn mã 24 nha. Rồi comment giúp em mã 24 kèm số điện thoại. Mã kèm số điện thoại dùm em nha. Siêu phẩm đồng giá 99.000 nha các chị ơi, toàn bộ siêu phẩm nha. Rồi mã 24 xuất sắc luôn này. Chị Nguyên Anh bình lên mã 21 cho em số điện thoại nha. Trời ơi, thật sự là quá mới luôn các chị ơi. Màu đen nha, một màu đen phối chị nổi là rất là đẹp luôn. 24 chị Nhi Nguyễn. 54 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 52, xuất sắc mã 52. Trời, cái này là mới kinh khủng khiếp luôn. 54 kg đổ lại mang đẹp mã 52, chốt dùm em mã 52 kèm số điện thoại các chị ơi. 52 quá mới luôn. Đây. Đó, ở trong là một lớp khác nha. Rồi comment giúp em mã 52 quá đỉnh luôn. Cam kết rất là mới, nhận hàng chị Công Ý nha. Rồi cái này rất là bụi luôn. 48 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 107. 48 kg đổ lại mang đẹp mã 107, siêu đỉnh mã 107. Rồi chia sẻ màn like này các chị ơi, mã 107 quá đẹp luôn nha. 107. Rồi tiếp tục một cái cho nam này, nam nữ gì mang cũng ok. Đó, cái này là nam nữ gì mang cũng đẹp nha. 60 kg đổ lại mang đẹp, chốt dùm em mã 56. 24 chị Nguyễn An Bình. Rồi comment giúp em mã 56. 60 kg đổ lại mang đẹp mã 56, xuất sắc mã 56. Rồi quá đẹp mã 56. Đẹp lắm các chị ơi, mới lắm. Hàng mới nên bên em mới bán giá 99.000 nha các chị ơi. 60 kg đổ lại mang đẹp mã 56, rất là nhẹ luôn. Rồi một cái cho nam này. Kg lại mang đẹp, chốt dùm em mã 57. Áo nam. 55 kg lại mang đẹp mã 57, chốt dùm em mã 57 áo nam nha. Rồi mã 57 áo nam. 55 kg lại mang đẹp mã 57 áo nam. 52 chị Cơ, chị Nguyễn Văn. Rồi chia sẻ mặt like giúp em đi các chị ơi, hàng đẹp lắm luôn á. Rồi tiếp tục một cái siêu phẩm nam mới tinh tình luôn nha. Rồi cái này quá mới luôn, em cam kết là mới 99% nha. 60 kg lại mang đẹp mã 08. Chốt giùm em mã 08, siêu phẩm nam. Quá xuất sắc mã 08. Sáu mươi kg đổ lại mang đẹp mã 08. Trời chơi. 45 kg đổ lại mang đẹp, chốt giùm em mã 54. Quá đẹp mã 54. 45 kg đổ lại mang đẹp mã 54 các chị ơi. 27 kg chị Quán Ăn Vật Mon. Hôm nay là hàng đẹp lắm, mọi người cứ yên tâm mà chốt chia sẻ giúp em đi ạ. Chị nào không chia sẻ được thì mời bạn bè vô xem like giúp em nha. 5 người thôi em cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Đó, bỏ ra 2 giây chia sẻ giúp em nha các chị. Rồi mã 54 này, 45 kg đổ lại mang đẹp mã 54. Rồi tiếp tục một siêu phẩm cho nam nữa nè. Rồi cái này quá mới luôn các chị ơi. 08 chị Lê nha. Siêu phẩm nam nha. 62 kg đổ lại mang đẹp, chốt giùm em mã 55. Siêu phẩm nam mã 55. 62 kg đổ lại mang đẹp mã 55 áo nam. Rồi chốt giùm em mã 55 này các chị ơi, đẹp lắm. Mới quá luôn á. 62 kg đổ lại mang đẹp mã 55. Siêu phẩm nam mã 55. 54 chốt chị Nguyễn An Bình. Đẹp quá các chị ơi, chia sẻ mã like cho em nha. Đó, các chị chỉ cần bỏ ra 2 giây thôi chia sẻ cho các em nha. Đó, chia sẻ cho em để đông người xem, em sẽ bán giá rẻ cho các chị mua. Rồi cái này cho nam luôn. Chị Nguyễn An mình đây, đây là hàng 99.49 nha chị. Không tính mất công nhân viên gọi là kêu là 49k. Em có kim giá bên dưới nha các chị ơi. Đồng giá 99.000 cho siêu phẩm nha. Hàng 49.000 là em chốt hết rồi. Bây giờ là đồng giá 99.000 nha các chị. Đó, chứ áo đẹp này là không có giá 49.000 đâu các chị. Toàn bộ siêu phẩm giá 99.000 nha. Rồi 53 kg áo nam. 53 kg đổ lại mang đẹp mã 62, chốt giùm em mã 62, 99.000 nha các chị ơi. Đó, toàn bộ siêu phẩm bây giờ là đồng giá 99.000 nha. 53 kg đổ lại mang đẹp mã 62 áo nam. Chị Hoàng My. Rồi mã 62 nha, mã 62 áo nam. kinh khủng khiếp luôn các chị ơi. Rồi một cái siêu phẩm này các chị quá đỉnh luôn nha. Em cam kết là mới tinh như hàng mới luôn, quá mới luôn chứ không phải mới bình thường nữa. 50kg đồ loại mang đẹp mã 03, 50kg đồ loại mang đẹp mã 03, xuất sắc mã 03. Rồi nhanh tay chốt cái này này các chị ơi, cam kết luôn. 03 kèm số thoại cho em nha. Quá đỉnh luôn. Chia sẻ mạnh live chị 62 chị Thu Nhi. Rồi một cái siêu phẩm cho bé này. Đó, một cái siêu phẩm cho bé nha. Rồi 30kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 04 nha các chị. 30kg đồ lại mang đẹp mã 04 cho bé nha. Rồi chốt dùm em mã 04 cho bé này, siêu phẩm nha. 30kg đồ lại mang đẹp mã 04. 03 thứ thì đổ tài. Rồi đỉnh vậy chứ đỉnh sao rồi các chị ơi, siêu phẩm nha. Mới lắm luôn. Hàng bên em là cam kết cực kỳ mới, em mới bán cái giá này nha các chị ơi. Rồi chỉ cần chia sẻ giúp em một tí xíu thôi các chị. Một lần vào nhóm và một lần trên trang cá nhân cũng được, em cảm ơn rất là nhiều luôn nha. 50kg đổ lại mang đẹp chốt dùm em mã 68. Hàng đẹp lắm các chị ơi, chia sẻ để bạn bè con xem like giúp em đi ạ. Ba lần một lần vào nhóm này các chị, một lần vào nhóm và một lần trên trang cá nhân thôi. Đó, comment giúp em mã 68. Công bố cho chị Hoàng Ngọc My. 48kg đồ lại mang đẹp mã 68, xuất sắc mã 68 này các chị ơi. Đẹp lắm luôn á, mã 68 nha. Rồi, một cái áo cho nam rất là bụi luôn. 70kg đồ lại mang đẹp mã 31. 70kg đồ lại mang đẹp mã 31, xuất sắc mã 31. Rồi cái mã 31 này em bán 70.000 68 chốt chị à Thu Nhi. Rồi áo nam này các chị ơi, 70kg đồ lại mang đẹp mã 31. Rồi mã 31 bán 70.000 thôi nha. 31 70.000. Rồi comment giúp em mã 31 70.000. Đưa đây chị mượn một tí. Mã kèm số điện thoại bên em chốt đơn nha, mã 31 70.000. Rồi đợi em xíu nha các chị ơi, chia sẻ vào nhóm xíu nha. Rồi các chị chia 34 sẻ. Chị Hoa Ngô 70.000. Rồi đợi em xíu này các chị ơi, em chia sẻ vào nhóm một chút xíu thôi nha. Rồi rồi rồi. Rồi cái đó mà 70 cái gì? Có màu của chị. Cái gì? Màu móng của chị. Cái gì? 48kg đồ lại mang đẹp chút dùm em mà 60. Đang comment thôi từ nha chị. 48kg đồ lại mang đẹp mã 60, xuất sắc mã 60 này các chị ơi, quá đẹp luôn nha. 48kg đồ lại mang đẹp mã 60, đỉnh của đỉnh luôn. Rồi cái màu này cực kỳ lạ luôn nè. Rồi comment giúp em mã 60 nha. Hàng đẹp lắm các chị ơi, chia sẻ giúp em đi để đông người xem, em sẽ xả áo giá 49k tiếp tục cho các chị mua luôn. Rồi có túi bên trong luôn nha. Rồi cái này là siêu phẩm nam nè. Rồi cái kiểu này là kiểu rách nha, kiểu bụi bụi nè các chị ơi, hai bên luôn nha. 55kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 119. 55kg đồ lại mang đẹp mã 119 nè, rất là đẹp luôn. Mã 119 kèm số thoại cho em nha. 55kg đồ lại mang đẹp mã 119. Rồi chia sẻ cho bên em nha các chị để tương tác của mình được cao nha. Rồi ôi, cái này không mới. Rồi cái này bị lem một tí rồi. 60 các chị Trần Tâm. Rồi cái này rất là đẹp nè, nhưng mà nó bị lem màu một tí xíu ngay ở dưới đây này các chị. Đó, cái này em bán 50.000 này, nhanh tay nha. Đó, vẫn mặc ok, không ai biết đâu các chị ơi. Lem một tí xíu thôi, bán rẻ 50.000 nha. Chứ nó còn quá hoàn hảo luôn. 60kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 58. 50.000. Đó, mình bị lem một tí xíu em mới bán giá 50.000 nha. Rồi comment giúp em mã 58 50.000. Rồi siêu phẩm nam tiếp tục này. Rồi các chị cứ về tháo cái tay ra nha. Cởi cái nút ra là nó to thôi. Rồi cái này siêu mới luôn. 60kg đồ lại mang đẹp chốt dùm em mã 07 nha các chị, 07 nha. 60kg đồ lại mang đẹp mã 07, áo nam luôn. Áo nam bên em rất là đẹp luôn. 58 chị Hoa Ngô. Cái đó 50.000. Rồi comment giúp em mã 07 nha các chị ơi. 60kg đồ lại mang đẹp mã 07, xuất sắc mã 07. 07. Áo nam luôn. 99k chị nha. Đồng giá 99.000, siêu phẩm bà giáo riêng. À quên, đồng giá 99.000 có kim giá bên dưới nha các chị. Trời ơi, tay pha len này, bao chất luôn nè. Rồi cái này không đụng hàng nè. Ở phía trước là siêu mới luôn. 50kg đồ lại mã đẹp mã 65, xuất sắc mã 65. Đẹp lắm các chị ơi, mã 65 là đỉnh luôn nha. 50kg đồ lại mã đẹp mã 65 đỉnh. Không phải đó chị Hoa Ngô. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi comment giúp em mã 65 quá xuất sắc luôn. Đẹp lắm các chị ơi, mã 65. Không đụng hàng luôn nha, một cái hàng hiệu luôn á. Cái đó là hàng hiệu luôn á.